Nói thật với anh em chứ trong làm ăn thì khách hàng khó không đáng sợ, nhưng mà sợ nhất là khách không biết mà khó cơ đó. Hôm nay quay cho anh em một cái tình huống mà mình gặp phải như thế này. Một bộ bàn ghế gỗ quá Lào, hay còn gọi là gỗ bên, gỗ cà te đấy, thì đây là một cái dòng gỗ mà nó rất là hiếm nha anh em nhé. Nó không giống như là các cái dòng gỗ lang phi thì bây giờ anh em mua thì nó đầy nhan nhản ở ngoài thị trường á. Đó, nhập cây về thì mình đóng thì cỡ nào nó cũng có thôi, nhưng mà cái dòng gỗ Lào này thì nó rất là hiếm đó. Thế thì khi đóng xong cái bộ bàn ghế này thì khách hàng tới kiểm tra mộc và yêu cầu cơ sở thay những cái vị trí mà phải nói với anh em là mình không biết phải làm sao, mà nghĩ là phân tích với khách rất là kỹ rồi, rồi nói với khách là bây giờ đây đó là những cái điều tự nhiên của gỗ thôi và đặc thù của gỗ Lào thôi, nhưng mà khách thì không tin. À, bắt thay anh em ạ. Đó thì đây anh em cùng xem và cho mình ý kiến nhé. Thì ở đây anh em thấy rằng nó đang là một cái vai này. Đó, một cái vai của một cái ghế băng dài. Thế thì khách yêu cầu mình thay vì một cái lý do phải nói là hết sức là khó hiểu. Đó thì anh em biết rằng là cái cây gỗ Lào ấy thì đặc thù của nó ấy là nó hay có những cái vết đen như thế này. Đúng không ạ? Đó, hay có những cái vết đen như vậy. Nhất định khách không chịu. Khách kia bây giờ không muốn có cái vết đen này, mà thậm chí bây giờ cái vết đen đấy nằm ở mặt sau, khách cũng không chịu luôn. Đó, bắt thay. Đó, bắt thay một cây khác. Thì tất nhiên thì về cái phía bên như mình là người sản xuất cũng như là mình là người bán, thì cái việc mình phục vụ khách thì mình vẫn phải làm, mình buộc mình phải thay. Nhưng mà bây giờ mình phải thay trong một cái trạng thái mà mình phân tích không được ấy thì cũng rất là buồn anh em nhé. Rồi cái tấm mặt ván cũng vậy. Anh em xem này, một cái tấm mặt ván gỗ Lào vân đẹp như vậy nhưng mà khách nhất định không chịu, nhất định không chịu. Bảo bây giờ chê những cái gỗ Lào mà chê những cái vết nu chân chó như vậy đấy, chê những cái điểm như vậy. Khách chê bảo là đen rồi là đưa lên nó không đều màu, mà bây giờ mình cũng phải là cắn răng đi cưa cho khách một tấm khác, là tấm này đó không có vân luôn, bây giờ cũng phải chịu đó. Để chủ yếu là né hết tất cả những cái gọi là những cái điều mà khách hàng muốn tránh. Thì thử hỏi với anh em trong nghề, những anh em mà đã từng làm qua cái dòng gỗ này, để xem là anh em là bây giờ khách như thế vậy rồi thì mình phải làm sao. Đó, nói chung thì anh em biết rồi đấy, làm ra một cái sản phẩm nó đâu có đơn giản đâu. Đó, đóng ra một bộ bàn ghế mất cả vài tháng trời, hàng này không có dễ anh em nhé. Hàng này là hàng đục tay thủ công này, đó, làm nó không có dễ đâu. Đó, mình làm cái bộ ghế này là cái thời gian mà cho anh em đục thoải mái luôn ấy, anh em đục hết cả mấy tháng rồi, thi công cái bộ ghế này là hết gần nửa năm, nhưng mà tới lúc khách chuyển duyệt mộc thì lại như vậy, thực sự rất chán. Đó, đến những cái tay rồng này, tay rồng với tay nghê khách không thích thì cũng phải thay. Đó, mà bây giờ anh em biết rằng là hàng mà đã rô keo mà thay rồi ấy thì giờ như những cái này thì giờ chỉ có vứt đi thôi, chứ giờ làm cái gì bây giờ. Đó thì coi như là cái bộ ghế này là đóng là coi như là lỗ anh em ạ. Đấy, mất cái tiền thay mặt, mất cái công của mình, rồi mất cả thời gian. Và từ hôm nhận đến bây giờ là cũng từ đầu năm cho đến bây giờ là rơi vào tháng 9 rồi, là anh em thấy là bây giờ hơn nửa năm rồi đó, mà bây giờ vẫn còn nằm đây. Đó, rất là đáng tiếc anh em nhé. Thì mong là những anh chị, cô bác, khán giả mai mốt mà mình mà có đi đặt hàng, mình muốn đặt các cái dòng gỗ Lào ấy thì mình cũng hiểu cho những cái vấn đề như vậy, để tránh những cái tình huống mất cái thời gian của anh em sản xuất. Thì với em thì em cũng cố gắng hết sức để mà làm hài lòng khách thôi, để chấp nhận thì mình những cái thiệt thòi đó, nhưng mà cũng mong là bán cho bác bộ này thôi, chứ bộ sau bác có đặt thì cũng khoanh tay không thể làm được đấy. Và nhân tiện thì xưởng em cũng đóng các cái dòng gỗ khác, các cái dòng tràm bình dân, các cái mẫu như là Minh Quốc Đào, Hoa Lá Tây, rồi các cái sản phẩm giường tủ salon. Các bác nào mà có nhu cầu mua sắm bàn ghế đồ gỗ hoặc là có nhu cầu đặt những cái sản phẩm theo yêu cầu thì các anh chị có thể ghé thăm xưởng sản xuất của bên em để các anh chị đặt hàng nhé. Thì khi mà quý anh chị ghé bên em thì chắc chắn rồi, anh chị tới tận công xưởng, tận làng nghề. Đó, đây là cái khu làng nghề sản xuất đồ gỗ để quý anh chị thực tế chúng ta mua được hàng đúng xưởng sản xuất thật như quý anh chị nhé. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.